Xin chào tất cả các bác. Rất vui được gặp lại mọi người trong video ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ, kênh chuyên giao lưu giới thiệu về các mẫu đồng hồ xưa cổ chính hãng đến từ Thụy Sĩ, Nga và Nhật. Mở đầu phiên đồng hồ ngày hôm nay sẽ mang đến cho các bác là một em Rakata đến từ Liên Xô ạ. Em này sẽ là một chiếc Rakata cổ dáng tanh, form mặt vuông, màu mặt trắng và nổi bật trên đây là các cọc số La Mã cổ điển. Có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ nhé. Size ngang là 32 và size dọc là 39.8 là size 40 này. Em này sẽ có lớp vỏ bên ngoài được bọc vàng au 20 và có triện trên phần vỏ. Đây là lớp vỏ vàng bên ngoài. Mặt đáy em này sẽ là đáy inox và bây giờ em sẽ đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Đây là phần mặt của chiếc Rakata này. Đó, máy cơ lên dây có tay, đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Em Rakata này có giá là 1.580.000, các bác chốt đơn cho em ạ với mã là TH22 nhé. Chốt đơn về Zalo số điện thoại 0936050424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình để sở hữu ngay chiếc đồng hồ này ạ. Chiếc thứ hai trong video ngày hôm nay mang đến cho các bác là một em Ponzos, máy cơ lên dây 17 xuyên kính. Em này là một chiếc Ponzos sở hữu màu mặt rất là ấn tượng, một cái màu nâu cà phê, cọc số trải tia và có một ô cửa lịch hai ngăn nằm tại góc 3 giờ. Nó mặt vuông cạnh bầu và đặc biệt là em này sẽ có hai núm các bác nhé. Thiết kế hai núm nằm tại vị trí góc 3 và góc 8 giờ này. Size ngang là 37 và size dọc là 44 ạ. Lớp vỏ vàng bên ngoài được bọc au 10, ở đây có triện trên này nha. Và các bác có thể thấy được lớp vỏ vàng bên ngoài của em này rất là sáng, bóng và cực kỳ là đẹp. Nói chung là giữ được tình trạng cũng như là độ mới rất là cao. Mặt đáy inox. Bộ lịch bơm thì các bác chỉ việc ấn vào bên trong như thế này thôi. Đây, cái bộ lịch góc 8 giờ này các bác ấn vào bên trong như vậy để chỉnh phần lịch ngày nha. Em này sẽ có một cái form mặt khá là lớn. Cái này thì các bác có cổ tay to. Tay 20-21 là các bác có thể lên tay thoải mái luôn ạ. Ponzos, máy cơ lên dây 17 chân kính, vỏ vàng au 10, phong cách ấn tượng, độc đáo. Chiếc này có giá là 1.680.000 thôi, các bác chốt đơn em với mã là H135 ạ. 1.680.000 nha. Orient 3 sao, phiên bản đồng hồ Orient năm thập niên 70. Dòng Orient 3 sao này cũng được rất là nhiều các bác trong giới sưu tầm đồng hồ yêu thích này. Phiên bản đồng hồ của Nhật, sở hữu màu mặt vàng vân cát, kim cọc số trải tia và có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Kim của em này là kim dạ quang và còn vẫn rất là sáng các bác nhé. Đây các bác có thể thấy này, kim dạ quang vẫn còn rất là sáng. Vỏ ngoài bọc thép không gỉ toàn thân này. Đó. Mặt đáy inox có khắc tên cùng với biểu tượng Orient ở dưới này, dây khóa zin. Thiết kế hai núm nằm tại góc 2 và 3 giờ. Và đây là một bộ lịch bơm các bác nhá. Lịch bơm này, các bác ấn vào bên trong như thế này để chỉnh lịch. Cực kỳ là tiện lợi luôn. Đó, size ngang 36 cùng với size dọc là 42. Đây là một cái form mặt rất là dễ đeo dành cho các bác. Lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Orient này. Orient 3 sao Crystal, máy cơ tự động 21 chân kính. Và giao lưu đến các bác chiếc đồng hồ này với mức giá cực kỳ là bình dân ạ. Chỉ có 1.180.000 thôi là các bác có thể sở hữu chiếc đồng hồ này rồi. Chốt đơn cho em ạ với mã G97 nha. 1.180.000 mã sản phẩm G97. Rồi lên sóng tiếp tục gửi đến các bác một chiếc Rado Capio, thương hiệu đồng hồ cơ cao cấp của Thụy Sĩ. Nhắc đến thương hiệu Rado thì chắc hẳn là các bác cũng rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Đây là một phiên bản Rado sản xuất năm thập niên 80, sở hữu màu mặt trắng vàng kết hợp với nhau này.
Một ô cửa lịch nằm tại góc bao giờ, cọc số trải tia và phần vỏ bên ngoài của em này là đây là một chiếc radio dáng trứng với phần vỏ bên ngoài được bọc thép không gỉ toàn thân. Dây khóa zin đáy có các biểu tượng radio ba cá ngựa cùng với phần núm có in logo hình mỏ neo của thương hiệu này. Size mặt ngang sẽ là 38 cùng với size dọc là 41. Size ngang 38 và dọc là 41 ạ. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nha. Đây sẽ là phần mặt của chiếc đồng hồ radio này. Đó. Chạy bộ máy cơ tự động. Nguyên bản của radio. Nói chung là đối với những cái dòng máy của radio như thế này thì các bác sử dụng về chất lượng hoàn toàn yên tâm, tại vì là cái dòng này nó sẽ có một cái bộ máy theo bản thân em cảm nhận là nó sẽ có một cái độ bền bỉ rất là cao khi mà các bác sử dụng. Đó. Phần lịch này có núm để chỉnh lịch nhanh, rất là tiện trong quá trình sử dụng cho các bác. Radio Capio sản xuất năm thập niên 80. Một chiếc đồng hồ với tình trạng vỏ núm máy zin nguyên bản 100%, tình trạng hoạt động tốt, độ mới cao như thế này. Chiếc này có giá sưu tầm chỉ với 2.880.000 là các bác có thể sở hữu ngay chiếc đồng hồ này rồi. Chốt đơn cho em ạ với mã là H243 nhé. 2.880.000, mã sản phẩm H243. Mẫu tiếp theo mang đến cho các bác trong bộ sưu tập ngày hôm nay, một em Ponzos mặt bao công. Thương hiệu đồng hồ Ponzos là một thương hiệu đồng hồ cơ cổ nổi tiếng bậc nhất tại Liên Xô. Thương hiệu này đã cho ra mắt rất là nhiều các cái dòng máy cơ cực kỳ được yêu thích. Và đây cũng là một thương hiệu, một trong top 10 những thương hiệu nổi tiếng của Liên Xô trên toàn thế giới. Ponzos còn có nghĩa, dịch ra tiếng Việt thì có nghĩa là đội bay. Tiền thân với là một chiếc đồng là một cái hãng đồng hồ thường là sản xuất dành cho những cái phi công. Em này sẽ sở hữu một cái màu mặt đen bao công này, phần mặt sẽ có các cọc số được đính bằng các cái viên đá quý như thế này. Một ô lịch nằm tại góc 3 giờ và đặc biệt là em này sẽ sở hữu cái form mặt kính phẳng các bác nhé. Này, mặt kính phẳng này. Nó thành mặt cao, vỏ thép không gỉ toàn thân. Chiếc này với size mặt ngang là 35, size dọc là 39 ạ. Bây giờ em sẽ đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Ponzos này. Máy cơ có tay, cơ lên dây. Kim cọc hoạt động tốt, đã được lau dầu. Trên này các bác giao lưu này với giá là 1.180.000 nha. Mã sản phẩm là H207. 1.180.000. Paqueta, thương hiệu đồng hồ cơ của Liên Xô ạ. Ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác một em Paqueta với màu mặt gọi là độc nhất vô nhị luôn ạ. Các bác sẽ không bao giờ có thể tìm thấy một chiếc Paqueta thứ hai mà có cái mặt ấn tượng như thế này. Mặt nền sẽ là một cái màu xanh tím và nổi bật là các vết lấm tấm màu vàng. Đây là những vết lên màu, lên dầu tự nhiên nha các bác. Nó lên màu rất là tự nhiên. Tổng thể thì nhìn vào đây thì các bác có thể thấy được là một chiếc Paqueta với cái màu mặt rất là ấn tượng như thế này. Càng là những cái màu mặt tự nhiên thì nó sẽ càng toát lên cái sự độc đáo và ấn tượng. Phần vỏ bên ngoài của em này là được bọc vàng Au 12.5, một lớp vàng khá là dày. Đó, đây các bác có thể thấy này. Mặc dù là đã có những vết hao mòn nhẹ tại những cái phần viền cạnh theo thời gian như thế này, tuy nhiên thì đây là một mẫu Paqueta em nghĩ là rất là xứng đáng để cho các bác thêm vào cái bộ sưu tập đồng hồ cổ của mình ạ. Màu mặt rất là đẹp, phong cách độc đáo lạ mắt. Size ngang là 36 cùng với size dọc là 42 ạ.
Em đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Đó, đây là phần mặt của chiếc Paqueta này. Máy cơ lên dây có tay. Có tay. Đó, đã được lau dầu. Và để sưu tầm mẫu đồng hồ này, các bác chốt đơn cho em ạ, với mã là H188, giá 1.580.000 nhé. H188 với giá là 1.580.000. Em qua mẫu tiếp theo nha, lên sóng gửi đến cho các bác một chiếc Raketa. Em này là một chiếc Raketa mặt huyết, một cái màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Bác nào chưa có trong bộ sưu tập của mình một chiếc đồng hồ mặt huyết thì các bác có thể tham khảo qua cái mẫu đồng hồ này nhé. Em này là một chiếc Raketa với phần cọc số vàng, vỏ bên ngoài được bọc vàng au 10 và có chuyện ở đây này. Mặt đáy là đáy inox nha. Nó có size mặt ngang là 33 cùng với size dọc là 40. Size ngang 33 và size dọc là 40 này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm thử nhé. Đây sẽ là phần mặt của chiếc Raketa này. Đó. Máy cơ lên dây. Tình trạng máy hoạt động rất là tốt. Cơ có tay. Đối với em này thì các bác nào có cổ tay tầm 17.5 đổ xuống là các bác lên tay đẹp nhất. Form dáng trứng với phần chân càng nối liền với phần thân. Em này sẽ có giá là 1.680.000 này cho các bác Zalo. Mã sản phẩm là H172 nha. 1.680.000 này, mã H172. Tiếp tục mẫu đồng hồ ngày hôm nay là một em Raketa. Em này là một chiếc Raketa sản xuất vào đầu thập niên 70. Cọc mụn ở điểm mốc, dấu ấn của những cái dòng máy Raketa có lịch đầu tiên được sản xuất tại Liên Xô. Đó. Sở hữu màu mặt nâu và được thiết kế theo kiểu các đường mắt lưới đan xen, một cái đường mắt lưới trên phần mặt này, cọc số chảy tia và có một ô cửa lịch nằm tại góc 3 giờ. Phần vỏ bên ngoài là một lớp vỏ bọc vàng rất là dày dặn, đáy inox. Đối với một chiếc đồng hồ hơn 50 năm tuổi thì đây là một cái mẫu đồng hồ em nghĩ là giữ được cái tình trạng cũng như là độ mới rất là tốt, hơn 50 năm rồi các bác ạ. Size ngang là 37 cùng với size dọc là 45. Một form mặt lớn và rất là dễ đeo dành cho các bác. Phần mặt trên này thì hơi có vết hao mòn nhẹ một tí xíu thôi. Còn lớp vỏ vàng cũng như là các cái phần cạnh viền này, các bác để ý thấy là em này còn rất là đẹp. Lên tay cho các bác cùng ngắm thử ạ. Đó, mời các bác cùng chiêm ngưỡng phần mặt của chiếc Raketa này khi mà em đeo ở trên tay. Đây sẽ là một mẫu Raketa máy cơ lên dây có tay các bác nhé. Đối với cái bộ lịch thì đây sẽ là một bộ lịch giật ạ. Kéo lịch ra bên ngoài này để chỉnh ạ. Đó. Thường thì lịch giật thì các bác sẽ hay gặp tại những cái dòng máy có lịch của những chiếc đồng hồ Liên Xô như thế này. Chốt đơn em trên này với mã I3 và giá thì chỉ có 1.580.000 thôi. Mã I3 với giá 1.580.000 nha. Rồi, tiếp tục lên sóng một em Bulova máy cơ tự động 30 Jewel. Một chiếc Bulova cổ với màu mặt, các bác có thể thấy được là đã có những cái vết lên dầu của thời gian rồi. Xe winding máy cơ tự động và em này còn có hỗ trợ thêm cả cơ có tay nữa. Đáy inox có khắc tên thương hiệu Bulova cùng với các thông số ở dưới này. Lớp vỏ bên ngoài của em này là được bọc vàng 10K Gold Fill nha. Đây ạ. Lớp vỏ vàng rất là dày dặn và còn nguyên vẹn. Bốn chân càng gãy độc đáo. Em Bulova này sẽ có size mặt là 31 nha. Size 31 không tính đốm ạ. Lên tay cho các bác cùng ngắm này. Thương hiệu đồng hồ Bulova là một thương hiệu đồng hồ cơ cao cấp và nổi tiếng bậc nhất tại Thụy Sĩ. Thương hiệu lớn.
Trên này có giá là 1.480.000 này cho đơn em với mã TH40 ạ. Chiếc đồng hồ tiếp theo này, em này sẽ là một chiếc Slava. Slava với màu mặt đen, nổi bật trên đây là các cọc số học trò và có một ô lịch nằm tại góc 3 giờ. Bộ máy cơ lên dây 26 chân kính ạ. Niềng, đây là phần niềng băm. Niềng băm rất là bắt mắt. Vỏ bọc vàng, đáy inox có các biểu tượng quân đội CCCP, quân đội Liên Xô ở dưới này. Lên tay cho các bác cùng ngắm nha. Đây là một chiếc Slava, em nghĩ là còn giữ được tình trạng cũng như là độ mới khá là cao đấy. Size ngang 37 và size dọc của em này sẽ là 43. Ngang 37, dọc 43 này. Đó, máy cơ lên dây có tay, lên đến 26 chân kính. Một chiếc Slava với phong cách thiết kế cổ điển. Khi mà các bác đeo trên tay sẽ cảm nhận được sự một cái nét trông rất là hoài cổ và khỏe khoắn, phóng khoáng của những chiếc đồng hồ Liên Xô. Cái đặc trưng riêng ấy, những cái dòng máy của Liên Xô là các bác nhìn vào có thể cảm nhận được, nhận biết ngay được đây là đồng hồ của Liên Xô. Nó có một cái nét rất là riêng biệt, khác biệt hoàn toàn so với những cái dòng máy đồng hồ của Thụy Sĩ, của Anh, của Đức, của Pháp. Trên này có giá là 1.880.000 nha. Các bác chốt đơn với mã G50 này. 1.880.000. Tiếp tục lên sóng gửi đến các bác một chiếc Pulsos, máy cơ tự động 23 chân kính đến từ Liên Xô ạ. Em này sẽ là một chiếc Pulsos với màu mặt vàng mỡ gà và nổi bật trên đây là các cọc số la mã. Lớp vỏ bên ngoài là vỏ vàng au 5, bọc vàng au 5 và có chuyện ở đây này. Em này thì hơi đáng tiếc một chút là đã có một vài cái vết lấm tấm hao mòn nhẹ của thời gian xuất hiện ở trên này. Mặt rất là đẹp luôn các bác nhìn này. Cái form mặt của em Pulsos này thì nó sẽ mang một cái phong cách trông cực kỳ là ấn tượng. Nó bộ bề dày là 12.6, chiều ngang là 36.5. Đó, đáy là đáy inox nha. Máy cơ tự động automatic. Lên tay cho các bác cùng ngắm thử này. Đối với những cái dòng máy cơ tự động này thì các bác lên gót bằng cách là lắc ngang như thế này nhá. Em này có hỗ trợ cót tay nữa này này. Tự động và có hỗ trợ thêm cả cót tay. Đó. Giá chiếc này là 2.080.000, các bác chốt đơn cho em với mã là H12 nha. 2.080.000 này, mã H12. Và mẫu đồng hồ Pulsos này cũng đã kết thúc video của em ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi chuyên đồng hồ ngày hôm nay của kênh cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Kính chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành và có những phút giây thật là thư giãn khi mà theo dõi chuyên đồng hồ ngày hôm nay nhé. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua số điện thoại Zalo 0936050424, em đã ghi ở bên ngoài màn hình. Cửa hàng Kiên có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Cách thứ nhất, các bác có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện, các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cũng như là tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai, các bác chuyển khoản hết, bên em sẽ bao phí vận chuyển ạ. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong những phiên tiếp theo.